kỹ thuật của tập đoàn VinaTNT. Tôi xin giới thiệu về nhà máy đóng gói của tập đoàn VinaTNT tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đây là bản thông báo về phòng chống dịch COVID-19 của tập đoàn VinaTNT. Và sau đây chúng ta sẽ tham quan đến nhà máy của VinaTNT tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Khi khách bước vào trong nhà máy thì được khử khuẩn, xịt cồn, sát khuẩn tay và được ghi lại thông tin từ bảo vệ, thông tin đã được tiêm 1 hay 2 mũi vaccine và ghi lại chứng minh nhân dân cũng như là các thông tin cá nhân khi vào nhà máy. Và bảo vệ sẽ ghi chép lưu lại là công nhân lao động, thương lái và các đối tác đi tham quan nhà máy. Xin hiểu đây là văn phòng để cho cái đội QC và đội giám sát tại nhà máy. Đây là xe có thông quan và cái dàn máy nóng lạnh cho kho lạnh của tập đoàn VinaTNT. Đây là bốn kho lạnh. Đây là các cửa đất để mà xuất hàng ra của các xe công. Và nhà máy có được các tiêu chuẩn ISO 9001, thắt sát và tiêu chuẩn vô một cái máy. Khách tham quan cũng như công nhân sẽ được dùng xà phòng để rửa tay ở bên ngoài và sau đó sẽ được sát khuẩn bằng cồn. Đây là hành lang để ngăn cách giữa các xe ra vào trong nhà máy, đặc biệt là những xe chở hàng, xe tải dừng tại đây và được bốc hàng vào các cái kỳ, các sọt và được cân tại đây và được vận chuyển vào trong kho để mà sơ chế, đóng gói, bảo quản. Ngoài ra, nhà máy còn quy định đây là hành lang dành cho lối đi bộ ở nhà máy, còn ở đây là dành cho sản phẩm. Thì khâu tiếp nhận nguyên liệu, chúng tôi quan trọng nhất là danh mục hàng chất thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng, ví dụ như là bằng máy tiêm. Và lưu ý là chúng tôi yêu cầu các cái bộ chồng không sử dụng thuốc diệt cỏ có thành phần hóa học. Khi bước vào nhà máy thì anh chị sẽ thấy đây là những quy định phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, thiết bị máy móc sử dụng trong nhà máy. Đây là phòng thay đồ cho công nhân đi vào sơ chế đóng gói trong khuôn viên nhà máy. Lấy nước để khử các những kim loại nặng, sau đó được bơm vào bể và truyền cho các cái hệ thống để mà rửa cái loại trái cây đầu vào. Ngoài ra đây là khu vệ sinh của nam phụ nữ tách biệt với nhà máy và có nơi để mà rửa tay để sát khuẩn. Đây là những nguyên liệu thô được tập kết trước khi đưa vào trong khuôn viên nhà máy để sản xuất. Sầu riêng, thanh long, nhãn, vú sữa. Đây là các cái bể rửa của các dòng sản phẩm. Các hệ thống bể để ngâm nghệ xử lý sầu riêng không bị thối, nhũn. Sau khi ngâm sẽ mang tới khu vực kia để là phơi để bằng quạt và sau đó sẽ vận chuyển vào trong nhà máy để đóng hàng. Đây là khu vực để là phơi sầu riêng, phơi bằng các cái quạt thổi gió. Thứ hai là có cái đầy bẫy côn trùng được đặt 4 gốc của khu vực này. Ngoài ra đây là bản là sinh vật gây hại trên sầu riêng, các loài rệp sáp và các địa điểm nhận dạng hình ảnh. Đây là phòng thay đồ cho công nhân cũng được khách tham quan đi vào trong nhà máy. Giày dép được để bên ngoài để mà
lên các cái kệ. Và được sử dụng là bằng giày dép trong bên trong nhà máy. Sử dụng các cái găng tay. Và cái bộ đồ bảo hộ lao động. Ngoài ra các công nhân được trang bị các bộ đồ riêng đối với khách tham quan khi đeo đồ trang sức để được tháo ra và được bỏ lại vào trong các tủ đồ và phá ra. Khi làm việc, công nhân không được đeo những cái trang sức ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Sau đó sẽ dùng cái tay để đi vào trong nhà máy. Sau khi thay đồ bảo hộ lao động thì người công nhân cũng như khách tham quan sẽ đi vào trong nhà máy rút qua cái nước lori. Khi bước vào nhà máy, đây là công viên để sơ chế các loại trái cây như là sầu riêng, dừa, thanh long, củ sữa, nhãn, vân. Tuy là những mặt hàng tùy vào từng loại trái cây và có quy trình sơ chế khác nhau và có các mẫu quy định các loại trái cây nhập vào trong nhà máy. Đi theo lối đi một chiều. Sắp sầu riêng ra ngoài theo đường một chiều.